tin tức tinh túy, thông tin nhanh chóng, chính xác, cập nhật liên tục. Con trai công tử Bạc Liêu qua đời. Ngày 19 tháng 6, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu xác nhận ông Trần Chính Đức, con trai của công tử Bạc Liêu, do bệnh tật, tuổi cao, sức yếu đã từ trần tại nhà riêng, hưởng thọ 76 tuổi. Ông Trần Chính Đức, con trai ông Trần Chính Huy, người được mệnh danh là công tử Bạc Liêu nổi tiếng nam kỷ lục tỉnh một thời vang danh. Theo chương trình tang lễ, ông Đức sẽ được hỏa táng vào sáng ngày 20 tháng 6 tại Sùng Thiện Đường, ấp Trà Văn, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Hơn 10 năm qua, ông Trần Chính Đức làm thuê trên quê hương Bạc Liêu cho một công ty kinh doanh du lịch. Sau đó, ông làm hướng dẫn viên du lịch, bán sách viết về cha mình ngay tại dinh thự công tử Bạc Liêu, đường Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Năm 2013, do hoàn cảnh gia đình ông Đức có nhiều khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tặng một căn nhà trị giá gần 400 triệu đồng. Căn nhà được xây dựng trong khu dân cư Thiên Long, phường 5, thành phố Bạc Liêu với diện tích gần 70m². Đây là món quà đầy ý nghĩa mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu dành tặng ông Đức, như một nghĩa cử của tỉnh Bạc Liêu đối với con cháu công tử Bạc Liêu, một nhân vật làm nên nhiều giai thoại có liên quan đến vùng. Tin tức tinh túy, thông tin nhanh chóng, chính xác, cập nhật liên tục.